Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn giải chi tiết và phát triển đề thi, đề tham khảo năm 2020. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung câu 25 là những câu ở mức độ 5 điểm. Các em muốn đạt 5 điểm là cần phải làm tới câu 25 nhé. Đề như sau. Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức S bằng A nhân M mũ NR. Trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính. A là dân số của năm lấy làm mốc tính. S là dân số sau N năm. R là tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm. Năm 2017, dân số của Việt Nam là... Người ta cho. Giả sử tỷ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,8%. Dự báo đến năm 2030 thì dân số là bao nhiêu người? Chúng ta ráp công thức đúng không? Ráp công thức S bằng A nhân E mũ NR đúng không? Bằng A là dân số ban đầu đúng không? A là dân số ban đầu là năm 2017 á, là 93,671,600 nhân Y là một con số, được không? N là bao nhiêu năm? N là bao nhiêu năm? Bây giờ là từ 2017 đến 2035. Thì chúng ta sẽ lấy là 2035 trừ cho 2017 là được. Chúng ta sẽ lấy là 2035 trừ cho 2017 là được 18 năm, đúng không? Được chưa? Còn tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là 0,81%. Rồi lấy máy tính bấm. Nhân 18 0.81% là bấm y chang như vậy bằng 108, dò đáp án nhé. Rồi chúng ta thấy có đáp án 108 rồi. 108 374 đó chính là câu B. Được không? 108 374 là câu B. Ổn không? Rồi. Tiếp theo tôi sẽ đến nội dung của câu 25.1 là một câu về toán giải. Y hệt như vậy đúng không? Người ta cho biết rằng tỷ lệ tăng dân số thế giới hàng năm là 1,32%. Nếu tỷ lệ tăng dân số không thay đổi thì đến tăng trưởng dân số được tính theo công thức tăng trưởng liên tục là S bằng A M mũ NR. Được không? Trong đó A là dân số ban đầu. Được không? S là dân số sau N năm. R là tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm. Năm 2013 dân số thế giới là 7,095 triệu người. Biết năm 2020 dân số thế giới gần nhất với số nào sau đây? Rồi chúng ta ráp công thức thôi. S bằng A nhân E mũ NR bằng A là dân số ban đầu là 7,095 triệu là nhân với 10 mũ. Đơn vị triệu thì chúng ta để đơn vị triệu luôn, khỏi nha. Một lát nữa sẽ ra đơn vị triệu nhé. Được không? Rồi, E ghi lại. N là bao nhiêu năm? Đây là 2013, đây là 2020. 2020 trừ cho 2013 là 7 năm. Được không? Còn R là tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm là 1,32%. Rồi bấm.
7095 nhân alpha y mũ 1.32%. Rồi bằng nhé. 7781 làm tròn là 7782, phải không? 7782. 7782 xấp xỉ 7782. Đáp án là câu C, được không? Vậy các em nhớ đây là công thức để tính dân số nhé. F bằng A nhân E mũ NR. Được không? Tăng trưởng liên tục. Rồi, câu 25.2 có nội dung như sau. Số lượng của một loài vi khuẩn trong phòng thí nghiệm được tính theo công thức S bằng A E mẫu RT. Trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, ST là số lượng vi khuẩn có sau T phút, đơn vị là phút nhé. R là tỷ lệ tăng trưởng, R lớn không. T tính theo phút là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 500 con, sau đó 5 giờ là 1.500 con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu số lượng vi khuẩn đạt 121.500 con. Bây giờ chúng ta ráp công thức nha. ST bằng A E mũ RT. Rồi người ta cho gì rồi? Ban đầu là 500 con, đúng không? Ban đầu là chỗ A 500 con, được không? Sau 5 giờ E ghi lại, R người ta cho chưa? Rồi quan sát kiếm R, chưa thấy R, đúng không? Ghi là chữ R. Còn T người ta cho chưa? T người ta cho là 5 giờ, đúng không? Nhưng mà T ở đây được tính theo là gì? Phút à, T được tính theo phút. Rồi, còn cái thằng này là 1.500 con. Được không? Ổn không? Rồi, người ta bảo rằng là T là được tính theo phút nhé. Ổn không? Thế thì ngay đây thầy phải đổi ra phút là 5 5 giờ thì được bao nhiêu phút ha? 5 giờ là đây 5. 1 giờ là 60, 5 giờ là 5 nhân 60. Được không? Rồi từ cái phương trình này nè, thầy sẽ tìm ra được chữ gì? Chữ R. Được không? Nếu các em không biết giải, các em có thể bấm shift solve nhé. Nhập vô xong rồi bấm shift solve. Rồi máy tính nó chạy hơi lâu một tí. Trong thời gian đó thầy sẽ bày các em giải nhé. À nó reo nè. À, 3.662 nhân 10 mũ trừ 3. Cái số không được đẹp lắm cho nên chúng ta sẽ lưu lại nha, lưu lại. Shift RCL trừ. Ổn không? Lưu lại rồi nha. Rồi tiếp theo nè. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu số lượng vi khuẩn đạt. Rồi xong. Xong cái ý đầu tiên rồi nhé. Ý đầu tiên kiếm được R. Bây giờ là ST bằng A E mũ R RT. Ổn không? Rồi ST là bao nhiêu? ST là 1, 2, 1, 5, 0, 0 bằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 5,
500 E ghi lại đúng không? R có rồi, R thầy mới lưu nó là chữ A được không? Còn T là đang tìm. Rồi mình nhập cái này vô, mình bấm Shift Zone là được. 121500 trừ, bấm phía trái trừ phía phải nhé. Được không? R là chúng ta lưu là chữ A, còn T thì chúng ta để ít để chúng ta tìm, được không? Shift Colon. Rồi trong thời gian máy tính mà nó chạy, thầy cũng giúp cho các em tính cái phương trình này nhé, cho nó quen, được không? Bước số 1, chúng ta sẽ chia 500 này xuống nghe. Chia 500 này xuống có nghĩa là E mẫu AT thì sẽ bằng 121.500 này chia cho 500, được không? Ổn không? Rồi sau đó là lấy tương đương AT thì sẽ bằng log nib log nib của cái số này, ổn không? Log nib của cái số 121500 chia cho 500. Sau đó muốn tìm gì nữa? Muốn tìm T thì chúng ta sẽ lấy cái log nib này, chúng ta đem đi chia cho A, ổn không? Rồi log nib của 121500 chia 500 và đem đi chia cho A nè, thì ra là 1500. T bằng 1500 nhé, nhưng vấn đề là người ta hỏi bao nhiêu giờ, đúng không? Thì thầy sẽ lấy 1500 chia cho 60, ra kết quả là 25 giờ nha. 25 giờ đáp án là câu C, được không? Ổn chưa? Rồi tiếp theo tôi sẽ đến nội dung của câu 25.3. Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn được tính theo công thức S bằng A M mẫu RT, trong đó A là số lượng vi khuẩn ban đầu, R là tỷ lệ tăng trưởng, T là thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con, sau 5 giờ là 500 con. Hỏi số lượng vi khuẩn sau 10 giờ. Ta làm từ từ nhé. S bằng A E mẫu RT, ráp số ra vô nhé. 300 con bằng ban đầu là 100 con, đúng không? R là tỷ lệ tăng trưởng chưa có thì ghi lại, còn ET là người ta cho 5 giờ T người ta cho 5 giờ, ổn không? Bây giờ tìm R nhé. Tìm R thì thầy sẽ giúp bạn giải nhé. E mẫu R nhân 5, mình bấm Shift Zone cũng được, nó chờ hơi lâu một tí thôi nhưng nó vẫn ra nhé. E mẫu R nhân 5 sẽ bằng 300 chia 100 là cộng 3, được không? Tương đương 5R thì bằng đây là cơ số E là log nib của 3, ổn không? Tương đương R bằng log nib của 3 chia 5, ổn chưa? Log nib của 3 chia 5. Rồi tiếp theo này nha, tiếp theo hỏi số lượng vi khuẩn sau 10 giờ, đúng không? S bằng A E mẫu RT bằng A là số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con, đúng không? E ghi lại, R có rồi nè. R chính là log nib của 3 chia 5 nhân T là 10 giờ. T là 10 giờ. Đấy, xong rồi đấy. Ráp cái này vô là xong.
100. Log này b của 3 chia 5 nhân 10. Đây thì bạn y chang như vậy thôi nha. Ra kết quả là 900 con. Đáp án sẽ là câu D. Được không? Rồi tiếp theo tôi sẽ để nội dung của bài tập mở rộng liên quan đến lãi suất nha. Tất nhiên là lãi suất kép rồi. Được không? Đây là công thức mở rộng của lãi suất kép thôi. Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,4% trên tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Lãi được nhập vào vốn thì gọi là lãi kép. Đa phần các ngân hàng đều tính theo công thức này nhé. Để tính lãi cho tháng tiếp theo, hỏi sau 6 tháng người đó lĩnh số tiền cả vốn lẫn lãi, cả vốn ban đầu và lãi gần nhất với số tiền này dưới đây. Nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không đổi thì chúng ta sẽ có công thức lãi kép là C bằng A nhân 1 cộng R tất cả mũ N. Được không? Trong đó A là số tiền gửi nè, R là lãi suất tính theo kỳ nè, N là số kỳ nè, còn C là số tiền cả vốn và lãi nha. Đây là cả vốn và lãi nhé, chứ không phải là lãi đâu nha. Ổn không? Rồi bây giờ thầy ráp vô nha. Và số tiền gửi của ông này là 100 100 triệu đồng. Được không? Là 100 nhân với 10 mũ, 10 mũ 6. Triệu là 10 mũ 6 tại vì thầy phát hiện ở dưới đáp án là đồng mà, cho nên cần phải đổi ra. Được không? Nhân 1 cộng R là lãi suất là 0,4%. Ổn chưa? Rồi 6 tháng, đây là số 6. Rồi sắp máy tính bấm giúp thầy. Bấm y chang như thế thôi nha. Rồi ra kết quả đây. Ra kết quả là 102 triệu 424 nghìn. Đúng không? 102 triệu 424 nghìn chính là câu A. Ổn chưa? Năm. Một người đầu tư một số tiền vào công ty theo thể thức lãi kép kỳ hạn 1 năm với lãi suất là 7,6% trên năm. Giả sử lãi suất không đổi, hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được cả vốn và lãi số tiền gấp 5 lần số tiền ban đầu. Thì chúng ta sẽ có công thức lãi suất kép là C bằng A 1 cộng R tất cả mũ N. Được không? Vì người ta bảo rằng là gì? Bây giờ chúng ta ráp vô lại nha. C chưa có, A cũng chưa có, 1 R là bao nhiêu? R là 7,6% tính theo năm nhé. N cũng chưa có. Một cái đẳng thức mà có tới 3 đại lượng chưa có thì làm sao tính được, đúng không? Chúng ta còn một câu quan trọng là thu được cả vốn và lãi gấp 5 lần số tiền ban đầu nha. Gấp 5 lần vốn và lãi, gấp 5 lần số tiền ban đầu. Cho nên thầy sẽ lấy chiên này xuống nhé. C chia A thì bằng 1 cộng 7,6% mỗi N. Có nghĩa là C chia A sẽ bằng 5. Cả vốn và lãi gấp 5 lần số tiền ban đầu. Được không? Lấy cả vốn và lãi chia cho số tiền ban đầu sẽ ra được 5. Này chính là 5. Ổn không? Nhưng muốn tìm N, N bằng cơ số là lấy logarit cơ số 1 cộng 7,6 phần trăm của 5. Không bấm xếp xôi cũng được nha. Logarit cơ số 1 cộng 7,6 phần trăm của 5. Được không? 21,97 năm. Nhưng mà làm
bao nhiêu năm thì mới được? Câu trả lời là phải 22 năm, được không? Tại vì 21 năm thì chưa có đủ, mà phải là 22 năm. 22 năm nhé. Rồi câu tiếp theo chúng ta sẽ đến câu 25.6. Một chất điểm chuyển động với phương trình ST, trong đó T là tính bằng giây, ST tính bằng mét, tính dây tốc của chuyển động tại thời điểm vận tốc bằng 0. Rồi chúng ta có là gì? Quãng đường, vận tốc và thời gian. Để tính dây tốc, trước tiên chúng ta sẽ tính vận tốc trước ha. Vận tốc thì bằng quãng đường đạo hàm. Nha, đây là lý thuyết của năm lớp 11. Vận tốc thì bằng quãng đường đạo hàm. 3t bình cộng 9, xin lỗi cộng cho 6. 6t trừ 9. Rồi hết rồi, tính đạo hàm nhé. Cố gắng học đạo hàm tốt một chút. Rồi người ta yêu cầu là tại thời điểm vận tốc bằng 0. Cho vận tốc bằng 0. 3 bằng, tự bấm nhé, 1 với trừ 3, được không? Tương đương T bằng 1 và T bằng trừ 3, ổn không? Nhưng mà T bằng thời gian cho nên chúng ta sẽ lấy T bằng 1 nè, này loại đi, ổn chưa? Rồi, yêu cầu tính dây tóc ha. Dây tóc AT thì nó sẽ bằng vận tốc đạo hàm 6T cộng 6 tại thời điểm vận tốc bằng 0, có nghĩa là tại thời điểm 1 giây. A của 1 thì sẽ bằng 6 nhân 1 cộng 6 là bằng 10, 12. Đáp án là câu C. Ổn không? Rồi chúng ta còn hai bài cuối cùng nha. Chúng ta sẽ đến nội dung của câu 25.7. Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 20 m/s, rồi hãm phanh chuyển động chậm dần đều với vận tốc VT bằng trừ 2T cộng 20, trong đó T là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối cùng đến khi dừng hẳn bằng nhiêu? Rồi quãng đường mà ô tô dừng đi được trong 15 giây cuối, chúng ta có quãng đường này đúng không, thì sẽ bằng là gì? Tích phân của vận tốc nha, tích phân từ A đến B của VT đi. VT hàm vận tốc có rồi đúng không? Hàm vận tốc là có rồi. Bây giờ vấn đề là cho cọn chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu, hình dung được không? Vấn đề phải tìm hai cọn này. Nhớ nhé, quãng đường thì bằng tích phân của hàm vận tốc. Bây giờ nè, ô tô đi được trong 15 giây cuối đến khi dừng hẳn. Cái mà dừng hẳn thì dễ nè, đúng không? Dừng hẳn thì sao? Dừng hẳn thì vận tốc bằng mấy? Dừng hẳn thì vận tốc bằng 0, đúng không? Vận tốc bằng 0 tương đương là trừ 2t cộng 20 bằng, trừ 2t cộng 20 bằng 0, được không? Tương đương t bằng 10. T bằng 10 đúng chưa?
T bằng 10. Mà người ta yêu cầu là trong 15 giây cuối. 15 giây cuối thì cái này 10 mà trừ cho cái này phải âm 5 hả? Rồi cái bài này, bị vấn đề gì đó rồi nha. Thôi bỏ qua bài này đi. Tại vì nó bảo là tính trong gì? 15 giây mà. Đúng không? Tính trong 15 giây. À, trong 15 giây. Trong 15 giây. À, thầy tính cái thằng này là từ 0 đến 10 đã. Rồi, từ 0 đến 10, đây là đúng 10 giây rồi nhé. 10 giây rồi đúng không? Đúng không? Và tính trong 15 giây mà. Mà mình mới tính 10 giây à. Còn thêm 5 giây nữa. Hình dung được không? Còn thêm 5 giây nữa. Mà cái 5 giây đó nó chuyển đang chuyển động với gì? Chuyển động đều. Nhá, chuyển động đều thì quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời. Thời gian. Hiểu không? Hình dung được không? Có nghĩa là 5 giây nó sẽ chuyển động đều. Và 10 giây nó sẽ chuyển động chậm dần. Chậm dần đều. Có nghĩa là giống như thế này. Một xe đang chạy với vận tốc đều 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 20 km/h. Sau đó bắt đầu hãm phanh. Đúng không? Quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối mà. Nhắc lại nhé. Dừng hẳn thì vận tốc bằng 0. Chứ không cho hàm vận tốc bằng 0. T bằng 10. Thì cái đầu trên là 10 nè. Được không? Đầu trên là 10. Yêu cầu là tính 15 giây. Nhưng mà từ lúc hãm phanh đến lúc dừng là 10 giây thôi. Từ lúc hãm phanh đến lúc dừng là 10 giây thôi. Có nghĩa là còn cộng thêm cho 5 giây lúc trước nữa. Mà 5 giây lúc trước đó, chúng ta đang chuyển động đều. Chuyển động đều thì quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Được không? Rồi bấm cái hàm này ra là xong. Tích phân từ 0 đến 10 của cái hàm vận tốc điền nó vô nhé. Trừ 2 alpha x cộng 20 cộng thêm cho 20 nhân 5 ra kết quả là đây, ra kết quả là 200 giây, xin lỗi 200m ha, 200m. Đáp án của câu này sẽ là câu C, được không? Rồi câu cuối cùng của ngày hôm nay đó là câu 25.8. Một xe ô tô đang chờ hết đèn đỏ thì bắt đầu phóng nhanh với vận tốc tăng liên tục, được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol. Đấy, xe nó phóng. Biết rằng sau 10 giây thì xe đạt đến vận tốc cao nhất là 50m/s. Cũng chờ và bắt đầu giảm tốc. Hỏi từ lúc đạt vận tốc cao nhất, từ lúc bắt đầu đến lúc đạt vận tốc cao nhất thì xe đi được quãng đường bao nhiêu mét? Như vậy chúng ta cần phải tìm được cái hàm parabol này, đúng không? Hàm parabol thì đây là kiến thức của năm lớp 10. Nó sẽ có dạng là y bằng ax bình cộng bx cộng c. Ổn không? Chúng ta cần phải kiếm ba phương trình để tìm ba chữ là a, b và c. Được không? Rồi, hàm parabol này đầu tiên nó sẽ đi qua điểm gì? Dễ nhất là 0,0. Được không? Dễ nhất là 0,0. Điểm thứ hai sẽ là 10, 50. Ổn không? Dựa vào tính chất đối xứng hình thì cái điểm này sẽ là, đây là 0, đây là 10 thì tất nhiên thằng này sẽ là 20 rồi, đúng không? 20, 0. Ổn không? Không điền cũng biết nha. Rồi thay ba cái điểm này vô. Là đầu tiên là C sẽ bằng 0 nè. 100A cộng với C bằng 0 này nhé. 100A cộng với 10B bằng 50. Rồi tiếp theo sẽ là 400A cộng với 20B bằng 0, tương đương A bằng B bằng
151. Ra A là trừ 1 phần 2. Còn B là 10. Ổn không? Như vậy hàm vận tốc của thầy á, hàm vận tốc của thầy VT nè, thầy sẽ bằng trừ 1 phần 2 T bình, là gì nữa? Cộng 10, 10T. Đây là hàm vận tốc nhé. V theo T. Bây giờ nó bảo rằng là tính quãng đường từ lúc bắt đầu là từ lúc 0 này đến lúc vận tốc cao nhất là 10 giây. Như vậy chúng ta sẽ bấm là S sẽ bằng tích phân từ 0 đến 10 của hàm VTD. VT thì sẽ ra quãng đường. Rồi ra kết quả là 1.000/3. 1.000/3 đáp án là câu A. Ổn không? Như vậy câu 25 đến đây là kết thúc một cái câu mức độ 5 điểm và chúng ta cần phải làm được nếu muốn vượt qua điểm trung bình. Và bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở câu số 26. Xin chào tất cả các bạn.